Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DNA Auto. Trước mặt mọi người đây một chiếc xe Isuzu D-Max đời 2019. Trên đó thì khách hàng mang tới đây một cái mẫu nắp thùng cao. Nắp thùng cao này là nắp thùng cao không có đèn. Mẫu này có thể ráp được cho xe Isuzu D-Max từ đời 2012 tới 2024 mọi người ha. Thì nếu mà quý anh chị em nào chúng ta đang cần một cái mẫu nắp thùng cao như thế này để chở được nhiều hàng nhất, chống nước tốt nhất và giá cũng là tốt nhất thì xin xem thật là kỹ cái video này. Bên DNA Auto sẽ trình bày thật là kỹ về cái nắp này, về tổng quan bên ngoài và bên trong, để nếu quý anh chị em chúng ta đang cần cái nắp này thì có thể là đưa ra cái quyết định mua hàng luôn. Và sau video này bên DNA chúng tôi sẽ tháo cái nắp này xuống để trưng bày tại xưởng làm việc của DNA Auto. Thì nếu quý anh chị em nào chúng ta muốn xem thực tế thì có thể ghé DNA Auto để xem mọi người nhé. Thì bây giờ Lợi và mọi người chúng ta cùng đi xem chi tiết hơn về cái mẫu nắp thùng cao cho D-Max từ 2012 đến 2024 này nhé. Mẫu này thì nó đang là một cái màu xám, hơi ngả xanh mọi người nhé. Lợi không biết là bên Isuzu thì họ gọi cái màu này là màu gì. Đó, theo cái mắt nhìn của Lợi thì nó đang là cái màu xám xanh, rất là đẹp luôn. Xe này thì đi khoảng 40.000 km, kính còn rất là đẹp, sơn cực kỳ đẹp luôn. Ở phía bên ngoài thì đèn còn sáng, kính đẹp, sơn đẹp, rất ít xước xăm luôn mọi người nhé. Đó, tay khóa còn ổn, chìa khóa còn đây, chìa khóa của nó đây, ti này còn rất là tốt này, mọi người có thể thấy này. Đó, ti rất là tốt ha. Để check cái ngà cho mọi người coi nha. Cái ngà mà khi đóng vào này mọi người thấy này, giật không có bên nào ra, cả hai bên đều còn ôm rất là chắc. Đây là cái chìa khóa zin của nó. Ổ khóa đây. Đó, mở nha. Đây khóa này. Đó, mở khóa rất là ok ha. Rồi bây giờ Lợi mời mọi người cùng đi vào phía bên trong nhé. Ở phía bên trong thì cái nắp thùng cao Isuzu D-Max này được trần một cái lớp này là da simili màu be, gần như là không có bị rách luôn, rất là đẹp luôn. Da simili rất là đẹp, phụ kiện còn đầy đủ, rất là chắc chắn luôn, không có thiếu cái gì cả. Part viết còn rất là ok nha. Mẫu này quá là ok luôn, khách đi ít có vẻ là giữ gì rất là tốt luôn. Ron còn đều nha mọi người, ron còn đều à. Đó, chạy xung quanh luôn, không có bị rách. Không có gì nhiều để nói về cái mẫu này à. Rất là đẹp luôn. Thì như vậy là Lợi đã đưa mọi người đi xem qua về cái mẫu nắp thùng cao dành cho xe Isuzu D-Max đời 2012 đến 2024. Thì nếu quý anh chị em nào chúng ta đang cần một cái mẫu nắp thùng cao để chở được hàng nhiều nhất, chống nước tốt nhất thì xin vui lòng ghé ngay DNA Auto. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.